Thì để mà chúng ta thực hiện cái việc relighting á, chúng ta sẽ cần khi mà chúng ta render từ 3D thì chúng ta sẽ cần hai cái path, đó là cái normal path và cái thứ hai là cái point ha, cái point point path, được chưa? Thì hai cái path này nó sẽ giúp khi mà đưa vào trong các phần mềm mà compositing như là nút á, thì nó có thể dựa vào hai cái path này để nó tính toán cái vị trí của đèn, vị trí của vật thể trong không gian, để mà sau đó thì nó khi mà chúng ta thêm một cái đèn vào trong nút thì chúng nó sẽ tương tác được với cái scene của mình, được chưa? Thì cái kỹ thuật relighting này nó sẽ giúp chúng ta là can thiệp vào cái ánh sáng của cảnh quay mà chúng ta không cần phải quay trở lại 3D, đúng không? Chẳng hạn như chúng ta thấy cái scene nó hơi tối này nọ thì chúng ta có thể thực hiện can thiệp ở trong nút luôn mà chúng ta không cần phải quay lại 3D để chúng ta thay đổi cái hệ thống đèn, thì đó cũng là một cái tiết kiệm chúng ta rất nhiều cái thời gian ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ mình sẽ mở sẵn một cái scene mà mình đã thực hiện rồi, nó cũng rất là đơn giản thôi. Đây thì đây là một cái scene mình đã thực hiện ở trong 3D. Thì scene này rất là đơn giản, nó sẽ bao gồm một số cái bức tường, ba cái bức tường, được chưa? Một số cái vật thể, hai cái ấm trà, rồi một cái hai cái hình cầu và một cái hình hộp, được chưa? Chúng ta sẽ có một cái camera, có cái camera và tất nhiên là chúng ta cũng có đèn, được chưa? Rồi thì ví dụ là chúng ta có cái scene này. Và chúng ta sẽ render cái scene này ở trong 3D ra, được chưa? Thì ở đây khi mà chúng ta render ra đó, giống như hôm bữa mà chúng ta thực hiện render trong 3D thì mình sử dụng V-Ray ha, thì V-Ray nó hỗ trợ chúng ta export ra các cái render path, đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng V-Ray, chúng ta quay trở lại cái render element. Ở đây thì mình sẽ làm từ đầu thì các bạn thấy. Thì chúng ta sẽ ép vào những render element để phục vụ cho cái việc relighting. Thì như hồi nãy mình nói chúng ta cần hai cái path, đó là normal path và point path, đúng không? Thì chúng ta sẽ ép cái một cái path ở đây, đó là cái V-Ray sampler info, được chưa? Rồi với cái đầu tiên là V-Ray Sampler Info này, chúng ta sẽ xuống cái setting của nó và ở cái mục Type chúng ta sẽ chọn nó là Point, được chưa? Đó là cái thứ nhất. Rồi chúng ta lại add thêm một cái V-Ray Sampler Info nữa, và cái lần này thì chúng ta sẽ xuống cái Type và chúng ta sẽ chọn, thay vì chọn Point chúng ta sẽ chọn là Normal, được chưa? Rồi như vậy là chúng ta sẽ có hai cái path, một path là point và một path là normal, được chưa? Một cái là normal và một cái là point, được chưa? Rồi thế thì từ cái phần mềm 3D chúng ta sẽ render ra, được chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ lấy cái hình ảnh mà chúng ta đã render ra rồi. Mình sẽ bấm R vì là phím tắt của cái nốt grid. Thì cái nốt grid nó sẽ giúp chúng ta import hình ảnh vào trong nút. Và chúng ta sẽ tìm đến cái hình ảnh mà chúng ta đã render từ trong 3D ra ha. Đó là một cái file EXA, đúng không? Giống như hôm bữa mình đã làm, thì cái file EXA nó chứa được nhiều cái path trong đó. Thế thì đây là cái hình ảnh render của cái scene của chúng ta. Và khi mà chúng ta ở trong nút á, thì nó sẽ cho phép chúng ta xem các cái channel, các cái layer và channel của cái hình ảnh chúng ta rất là dễ, bằng cách chúng ta bấm vào cái những cái icon ở phía góc trái này của cái viewer ha. Cái phần RGBA đó, thì chúng ta bấm vào đó thì các bạn sẽ thấy là chúng ta có hiện tại là có ba cái path, path diffuse nè. Được chưa, là màu sắc góc nè thì không nói. Và hai cái path kia là hai cái path mà nãy chúng ta đã thêm vào, một cái là point, một cái là normal, được chưa? Thì bây giờ chúng ta xem thử cái point. Thì như các bạn thấy point thì nó sẽ biểu thị cái gọi là cái vị trí của vật thể trong không gian bằng những cái màu sắc
như là màu xanh lá cây, màu đỏ, màu vàng, màu xanh dương vân vân. Rồi normal, normal thì nó sẽ biểu thị cho cái gọi là cái bề mặt của vật thể của chúng ta trong không gian, cái cách nó phản xạ lại ánh sáng như thế nào ha. Thì normal đó là cái tính chất của normal, và đây là cái path normal của chúng ta. Rồi và như vậy là chúng ta có hai cái path, path point và path normal đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái việc relighting để xem nó như thế nào. Thì để thực hiện relighting ở trong mình sẽ bật lại cái RGBA được chưa? Thì để thực hiện relighting ở trong nút thì cũng rất là đơn giản thôi, chúng ta sẽ ép vào một cái nốt là relighting. Relight được chưa? Cái nốt này thì nó sẽ có một số cái input. Cái thứ nhất là cái input color, chúng ta sẽ nối vào cái hình ảnh gốc của chúng ta. Được chưa? Hình ảnh render từ 3D. Cái thứ hai là light, tất nhiên là muốn relight thì chúng ta phải có một cái đèn, thì chúng ta sẽ tạo một cái đèn. Được chưa? Ta nối nó vào. Tiếp theo nó sẽ có một cái input nữa xuất hiện, đó là cái camera. Chúng ta sẽ tạo một cái camera. Thì các bạn cũng tưởng tượng cái này nó giống như cái không gian 3D ở trong After Effects thôi. Nó sẽ có đèn, có camera. Và chúng ta có thể xem cái không gian 3D của nút bằng cách là chúng ta đưa con chỏ chuột vào cái viewer nè. Và chúng ta bấm tab một cái thì các bạn sẽ thấy cái không gian 3D ở trong nút. Và chúng ta có thể thấy, chúng ta bật cái đèn lên, double click vào cái đèn, chúng ta sẽ thấy cái đèn nó nằm ở đây, được chưa? Chúng ta duplicate cái camera, double click cái camera, chúng ta cũng sẽ thấy cái camera nó nằm ở đây, được chưa? Rồi, quay trở lại cái nốt Reline. Cái input tiếp theo là Material, tức là cái material sẽ nó sẽ phủ lên cái nốt relight của chúng ta. Thì ở đây chúng ta sẽ dùng một cái shader cơ bản, đó là cái phông shader, được chưa? Chúng ta sẽ tạo một cái phông shader, chúng ta nối nó vào. Rồi như vậy là chúng ta có đủ các yếu tố dành cho cái relight rồi ha. Được chưa? Thế thì bây giờ thì chúng ta sẽ bấm số 1, chúng ta select cái node relay, chúng ta bấm số 1 để kết nối vào cái viewer của chúng ta để chúng ta xem cái kết quả. Thì chúng ta thấy nó chưa kết quả gì hết, nó chưa có gì đây. Đó là tại vì trong cái thông số của cái node relay này, chúng ta chưa có quy định cho nó cái path để mà sử dụng cho cái normal và cái path để sử dụng cho point, được chưa? Vậy thì normal chúng ta sẽ dùng cái kênh normal của hình ảnh chúng ta. Còn cái point chúng ta sẽ dùng cái point của cái hình ảnh chúng ta, được chưa? Thì các bạn sẽ thấy là như vậy chúng ta đã có một cái node relay với cái thông tin về ánh sáng do cái đèn chúng ta tạo ra ha. Thế thì bây giờ mình sẽ để dễ quan sát hơn, mình sẽ tạo thêm một cái viewer nữa. Được chưa? Cái viewer số 2. Viewer số 2 này mình sẽ để quan sát cái không gian 3D và mình sẽ chia cái màn hình ra làm hai. Mình sẽ split nó làm hai, được chưa? Và mình sẽ lôi cái viewer số 2 này xuống dưới đây. Và cái viewer số 2 này sẽ được dùng để quan sát cái không gian 3D. Rồi, thế thì bây giờ để mà kết hợp cái relay này với cái thông tin relay về ánh sáng này với lại cái footage của chúng ta, cái hình ảnh render từ 3D đó, thì chúng ta sẽ sử dụng một cái node merge, được chưa? Cái node merge này nó sẽ giúp kết nối hai cái hình ảnh với nhau, và nó sẽ có hai cái đường, đường A và đường B. Thì các bạn cứ mặc định là cái đường B là background, chữ B là background. Thế thì cái background là cái hình ảnh gốc của chúng ta, đúng không? Còn cái A là dành cho cái relay. Chúng ta sẽ cùng xem kết quả. Chúng ta sẽ chuyển cái blending mode từ over sang plus. Thì các bạn sẽ thấy là như vậy, chúng ta plus vào thì chúng ta sẽ thấy được cái thông tin ánh sáng được thêm vào từ cái đèn chúng ta, nó xuất hiện ở trong cảnh quay. Và khi mà các bạn di chuyển cái đèn này đó, thì các bạn sẽ thấy là cái ánh sáng của chúng ta nó sẽ thay đổi. Thì các bạn thấy là cái ánh sáng chúng ta nó sẽ thay đổi. Nhưng mà ở đây nó có một cái vấn đề,
một chút. Đó là khi mà cái không gian trong 3D S Max và trong gian trong nút thì nó có hơi bị ngược với nhau, cho nên khi các bạn thấy là cái đèn chúng ta khi chúng ta di chuyển lên xuống á, thì thực ra trong cái hình ảnh chúng ta nó lại không có tác dụng như vậy, nó giống như nó đi ngang vậy đó. Chẳng trong khi chúng ta đang kéo cái đèn chúng ta đi lên đi xuống trong không gian mà, đúng không? Theo trục X hay theo trục Y. Trong khi cái tác dụng của đèn ở cái hình ảnh chúng ta thì nó lại di chuyển theo chiều ngang, đó là tại vì hai cái không gian của 3D Max và nút nó hơi bị ngược. Thế thì để giải quyết cái chuyện này đó, chúng ta làm thêm một cái bước để convert cái normal và cái point, chúng ta đảo ngược cái trục lại thôi. Thì chúng ta sẽ thêm vào một số cái nốt như sau. Chúng ta sẽ thứ nhất là chúng ta sẽ dùng cái nốt shuffle. Cái nốt shuffle nó sẽ giúp chúng ta tách từng cái path ra để xử lý ha. Cái đầu tiên là chúng ta sẽ lấy cái path point ra và chúng ta sẽ output lại trở lại thành vào trong cái nốt point, và chúng ta sẽ đảo ngược hai cái kênh xanh lá cây và xanh dương. Chúng ta bỏ cái kênh alpha và sau đó chúng ta sẽ dùng cái nốt ray để chúng ta đảo cái kênh này. Chừng một được chưa? Bỏ cái block cam đi. Rồi tiếp theo là chúng ta lại áp dụng cái shuffle nữa. Lần này thì chúng ta sẽ áp dụng cho cái normal, hồi nãy là cho cái point rồi, bây giờ là cho cái normal đúng không? Chúng ta cũng sẽ đảo hai cái màu xanh lá cây và xanh dương với nhau, lại thêm một cái nốt gray. Thì tác động đến kênh blue thôi. Rồi thì sau khi chúng ta thực hiện một cái bước số bước đảo ngược hai cái kênh này, thì bây giờ chúng ta sẽ thử kiểm tra xem là cái đèn này nó đã cư xử đúng chưa. Thì các bạn thấy là bây giờ khi mà chúng ta di chuyển cái đèn lên xuống thì nó đứng nó trên cái hình ảnh của chúng ta thì nó di chuyển đúng cái hướng rồi. Di chuyển lên xuống thì cái đèn nó cũng lên xuống, di chuyển qua lại thì cái đèn nó cũng qua lại, được chưa? Và như vậy các bạn thấy là bây giờ thì cái hướng của hai cái không gian nó đã trùng với nhau rồi. Thì đây là cái kỹ thuật relay đúng không? Chúng ta có thể thêm một cái đèn gì đó vào trong cảnh quay chúng ta để nó tác động đến cái hệ thống ánh sáng của cái scene của chúng ta ha. Chúng ta làm cái scene nó sáng hơn, hoặc là chúng ta đánh thêm một cái đèn ở cái góc nào đó. Mà rõ ràng cái này nếu mà chúng ta không cần, chúng ta quay lại 3D để chúng ta thêm một cái đèn ở cái khu vực này, mất công phải render lại rất là lâu đúng không? Mà ở đây chúng ta có thể dùng trực tiếp ở trong nút. Thì đây chỉ là một cái ví dụ rất là đơn giản thôi. Còn tất nhiên là khi mà chúng ta làm thật thì chúng ta sẽ phải cân nhắc nhiều thứ về shader cũng như về ánh sáng như thế nào để mà chúng ta can thiệp.